hiện tại hôm nay là mình đang đứng ở tượng đài Nguyễn Văn Cừ ở thành phố Bắc Ninh các bạn. Ở đây là Việt Nam ở cái lễ hội kéo là lễ hội các trò chơi dân gian ở đây các bạn nhé. Ở đằng sau là mình là hiện tại đang diễn ra lễ hội kéo co các bạn. Ở tiếp đầu kia đang diễn ra lễ hội kéo co các bạn ạ. Bên này bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi một vòng nhé các bạn nhé. Bên này họ đang trưng bày rất những mẫu diều khác nhau các bạn ạ, rất là đẹp luôn. Đây là những mẫu diều truyền thống của ngày xưa các bạn, có diều để bay lên à. Hiện tại trên trời họ cũng đang có rất nhiều người đang thả diều các bạn, rất là đẹp, các mẫu rất là đẹp này. Mình sẽ quay lên trời cho các bạn xem. Đấy. Rất là nhiều con diều đang được họ thả bay lên trời rồi. Trời hôm nay hơi mù tí các bạn ạ, bởi vì có đợt không khí lạnh mới tăng cường các bạn.
ơi, bây giờ hiện tại trời đang mưa rồi, mình cũng xin tạm dừng video ở đây để đi về thôi các bạn ạ. À.